Xin chào tất cả các anh em nha, video làm giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 6.600 tốc cần có ký hiệu là GSF các bạn. Một tốc cần GSF này sẽ list sàn băng KK Swap, giá là một tốc cần khoảng $30 các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn join vào kênh giúp các bạn. Tiếp tục thì các bạn like và copy các bạn giúp mình các bạn. Rồi các bạn sao chép lên các bạn. Rồi bạn follow các bạn. Twitter thì các bạn theo dõi các bạn. Các bạn like nè các bạn. Các bạn đi tích chứ chỉ dẫn Twitter các bạn. Các bạn dán hạt tàn rồi các bạn test lại nè. Rồi tiếp tục thì các bạn điền thông tin nha các bạn. Bạn bắt up lại cái link form thì dòng đầu full name thì tên các bạn ghi tên các bạn vào các bạn. Tiếp tục thì dòng thứ hai địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Dòng thứ ba các bạn join vào kênh group, các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng anh 1133. Anh 41 chứ. Follow đi. Enter. Thôi. Rồi tiếp tục thì các bạn điền là username Twitter của tất cả các bạn nha. Twitter thì mình MMO của anh các bạn. MMO của anh. Tiếp tục thì cái link ghép này thì các bạn điền giùm mình A+. Anh 41 nha các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả đó. Tiếp tục thì các bạn gửi cái địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 các bạn. Thì các bạn copy địa chỉ các bạn chỉ việc copy địa chỉ BNB Smart Chain này nè các bạn. Bạn nào chưa có thì cập nhật vào các bạn. Hoặc là các bạn copy địa chỉ ANH nha các bạn. Sau này tôi cần về thì tự động mã hóa cho tất cả các bạn trên dưới chocolate nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc bắt vào đây nha các bạn. Rồi tất cả các bạn việc bấm gỡ là xong các bạn. Vậy video này cũng thích mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.